Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 toán lớp 4 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm nhé. Để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ bây giờ thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới nhé. Các em xem qua một lượt. Các em có thể làm thử xem làm được bao nhiêu phần trăm cái bài nhé. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem đúng bao nhiêu nhé. Các em làm tới đâu các em tạm dừng tới đó nhé. Như vậy là đề bài sẽ có tất cả là 9 câu. Các em làm thử xem mình làm hết không nhé. Giờ thầy sẽ bắt đầu bài giảng nhé. Phần 1 trắc nghiệm 3 điểm. Câu số 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 240.853 là bao nhiêu? Như vậy là chữ số 4 này là đứng hàng nghìn. Đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn, đúng không? Chữ số 4 đang đứng ở hàng chục nghìn. Như vậy có nghĩa là nó sẽ là 40 nghìn, đúng không? Giá trị của chữ số 4 sẽ là 40 nghìn. Giờ 40 nghìn sẽ là đáp án nào nè? Kiểm tra. A, B, C, D. Chính là đáp án D, đúng không? Chữ số 4 trong số 240.853 chính là 40.000 nha. Giờ câu số 1 này đáp án đúng sẽ là đáp án D. Tiếp theo là câu số 2. Trong các phân số sao? 12 phần 6, 2 phần 6, 3 phần 6 và 41 phần 6. Phân số tối giản là phân số nào? Như vậy phân số tối giản có nghĩa là phân số mình không thể rút gọn được nữa. Có nghĩa đã rút gọn tối đa và không thể rút gọn nữa. Thì gọi là phân số tối giản, đúng không? Bây giờ mình kiểm tra nha. 12 phần 6 mình thấy là chia hết, tử và mẫu chia hết cho 6, đúng không? Còn 2 phần 6 mình sẽ thấy là tử mẫu chia hết cho 2. 3 phần 6 thì tử mẫu chia hết cho 3. Như vậy những phân số này mình thấy là nó có thể rút gọn được nữa. Như vậy nó không phải là phân số tối giản. Như vậy 41 phần 6 mình thấy là 41 phần 6 thì không phải cùng chia hết cho số nào hết. Như vậy 41 phần 6 chính là phân số tối giản, đúng không? Như vậy là câu số 2 này đáp án đúng sẽ là đáp án D, 41 phần 6 nhé. Tiếp theo là câu số 3. Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỷ lệ là 1 phần 100 nghìn. Quãng đường từ A đến B đo được là bao nhiêu cm trên bản đồ? Rồi như vậy trước hết mình phải đổi cái km này qua cm, đúng không nè? Rồi như vậy đổi km qua cm thì mình sẽ nhân cho bao nhiêu nè? Km qua mét là nhân cho 1.000, đúng không nè? Qua đề mét cm là 10.000, qua cm là 100.000. Như vậy đổi từ km qua cm sẽ nhân cho 100.000. Như vậy 6 km đổi qua sẽ thành 600 cm, đúng không nè? Rồi. Ở đây tỷ lệ là 1 phần 100.000. Lúc này mình sẽ lấy 600.000 chia cho 100.000, đúng không nè? Mình cần tìm tỷ lệ trên bản đồ. Lấy 600.000 chia cho 100.000 sẽ bằng 6. Như vậy đáp án đúng sẽ là 6 cm nha. Giờ kiểm tra các đáp án ABCD, đáp án nào sẽ là 6 cm? Chính là đáp án B, đúng không? Như vậy câu số 3 này đáp án đúng là đáp án B, 6 cm nha. Tiếp theo là câu số 4. Hình khối có diện tích là 30 dm². Biết độ dài đường chéo thứ nhất là 6 dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai của hình khối đó. Như vậy người ta cho ở đây cho diện tích hình khối, cho độ dài đường chéo nhất, mình sẽ tính được dài đường chéo thứ hai của hình khối, đúng không? Như vậy để tính được cái này thì mình phải nhớ là công thức tính diện tích hình khối. S sẽ bằng cái gì nè? Tích độ dài hai đường chéo, đúng không? A nhân B và sau đó chia cho 2, đúng không? Như vậy ở đây đường chéo thứ nhất là A đi, đường chéo thứ hai là B. Vì mình muốn tính B, đúng không nè? Ở đây mình muốn tính B. Như vậy ở đây mình suy ra B sẽ bằng bao nhiêu? Nếu mình tính B thì B sẽ bằng, như vậy B sẽ bằng S. Dạ. Chuyển đây. Nhân A chuyển quế bên kia thành thành chia A, đúng không nè? Dạ. Chia 2 chuyển quế bên kia thành thành nhân 2. Như vậy muốn tìm B có nghĩa đường chéo thứ hai, mình sẽ là diện tích chia cho đường chéo thứ nhất và nhân cho 2. Giờ ở phần này thầy tính nháp thôi nha.
Giờ như vậy là mình thế vô thôi, diện tích là 30. Chia cho A, đường chéo thứ nhất sẽ là 6 đúng không? Rồi sau đó nhân cho 2. Giờ như vậy là 30 chia 6 thì bằng 5. Nhân 2, 5 nhân 2 bằng bằng 10 đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng ở đây sẽ là 10 dm đúng không? Dm vuông dm. Như vậy là ở đây sẽ là 10 dm nhé. Rồi kiểm tra đáp án ABCD, đáp án nào sẽ là 10 dm? Chính là đáp án C đúng không? Như vậy câu số 4 này, đáp án đúng sẽ là đáp án C, 10 dm nhé. Giờ tiếp theo là câu số 5. Để 244A chia hết cho cả 3 và 5 thì giá trị của A sẽ là bao nhiêu? Như vậy để cho cái số này mà chia hết cho 5 thì mình biết là cái chữ số tận cùng A ở đây phải là 0 hoặc là 5 đúng không? Dạ. Ví dụ như ở đây thầy sẽ tính nhé cái này nha. Như vậy ví dụ nếu mình để là 244, ở đây mình cho A là bằng 5. A bằng 5 thử coi sẽ như thế nào nha. A bằng 5. Rồi mình tính A bằng 0 chứ đi. A bằng 0, như vậy có nghĩa là 2440. Kiểm tra xem có chia hết cho 3 hay không nha. Như là 2 muốn số này mà chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3 đúng không nè. Như vậy là 2 cộng 4 cộng 4 cộng 0 sẽ bằng 10 đúng không nè. 10 thì không thể chia hết cho 3. Bây giờ mình thử 244 5 đúng không nè. Lúc này A này bằng 5. A bằng 5 thì chắc chắn phải chia hết cho 5 đúng không? Bây giờ mình chỉ quyền kiểm tra cái số này có chia hết cho 3 hay không đúng không nè. Như vậy thì mình sẽ tính tổng các chữ số của nó. 2 cộng 4 cộng 4 là 10, cộng 5 là 15. 15 sẽ chia hết cho 3 đúng không? Như vậy nếu a mà bằng 5 thì cái số này sẽ chia hết cho 3 và 5. Giờ như vậy là 5 sẽ là đáp án nào? Chính là đáp án C đúng không? Đáp án C, A là 5 thì số này sẽ chia hết cho cả 3 và 5. Như vậy câu số 5 này đáp án đúng sẽ là đáp án C luôn nha. Tiếp theo là câu số 6. Chọn đáp án đúng. Giờ mình kiểm tra đáp án ABCD đáp án nào đúng nha. Hình có bốn cạnh bằng nhau là hình khôi. Giờ đáp án B, hình khôi có hai cặp cạnh đối diện song song. Hai cặp cạnh đối diện song song nha. Và câu C, mỗi hình khôi đều là hình bình hạnh. Và đáp án D, mỗi hình bình hạnh đều là hình khôi. Giờ theo các em thì câu nào sẽ là câu đúng nè? Rồi mình kiểm tra từng đáp án. Hình có bốn cạnh bằng nhau là hình khôi. Như vậy mình có thể kết luận rằng là hình có bốn cạnh bằng nhau là hình khôi được liền hay không? Tất nhiên là không đúng nè. Có thể là hình vuông cũng được đúng không? Hình vuông thì bốn cạnh cũng bằng nhau. Như vậy là không kết luận được đúng không nè? Đáp án A không phải là đáp án đúng. Kiểm tra đáp án B, hình khôi có hai cặp cạnh đối diện song song. Như vậy hai cặp cạnh đối diện song song thì chỉ có thể là hình bình hạnh. Đối diện song song bằng nhau mới là hình bình hạnh nha. Còn song song không thì chưa chắc phải là hình khôi. Như vậy đáp án B không đúng. Đáp án C, mỗi hình khôi đều là hình bình hạnh. Đây là câu đúng. Hình bình hạnh, hình khôi chính là hình bình hạnh. Thêm một điều kiện nữa sẽ là hai cạnh kề nhau bằng nhau. Hai hình bình hạnh mà hai cạnh kề bằng nhau thì sẽ là hình khôi đúng không? Như vậy hình khôi chắc chắn phải là hình bình hạnh vậy. Như vậy đáp án C sẽ là đáp án đúng. Giờ câu số 6 này mình chọn đáp án C nha. Đúng không nè. Giờ mình sẽ qua tiếp phần 2, phần tự luận nha. Câu số 7, tính. Giờ ở đây có phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số cũng dễ đúng không nè. Giờ câu số 7 này các em có thể tạm dừng video làm thử câu số 7. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 7 các em làm xong chưa nè? Giờ em nào làm xong thì đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu A trước nha. Giờ trước hết mình sẽ viết lại cái đề đúng không nè. Như đây là 2 cộng cho 4 phần 7 sẽ bằng. Như vậy là 2 thì mình sẽ biến đổi là thành 14 phần 7 đúng không nè. 2 chính là 14 phần 7, vì 14 chia 7 thì bằng bằng 2 cộng cho 4 phần 7.
bước cộng 4 phần 7 viết lại đúng nha. Giờ đây là cộng phép tính cộng hai phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu đúng nè. Giờ 14 cộng 4 thì bằng bao nhiêu nè? 14 cộng 4 thì bằng 18 đúng nè. Như vậy cái kết quả cuối cùng sẽ là 18 phần 7 nha. Đúng rồi. Giờ tiếp theo câu B. Rồi câu B 5 phần 6 5 phần 6 trừ cho 3 phần 5 đúng không nè. Rồi như vậy bằng bao nhiêu nè. Như vậy mình thấy đây là hai con số mẫu số khác nhau. Như vậy mình phải huy động mẫu số đúng không nè. Mẫu số chung chính là tích của 6 x 5. Như vậy 5 phần 6 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5 đúng không nè. Nhân cho cái mẫu nè. Như vậy 5 x 5 bằng 20, 25. 6 nhân 5 bằng 30. Dấu trừ viết lại nè. Còn 3 phần 5 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 6 đúng nè. Như vậy là 3 nhân 6 bằng 10, 18. 5 nhân 6 bằng 30 luôn. Giờ đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử trừ tử đúng không? Giữ nguyên mẫu. Như vậy là 25 trừ 18 thì bằng bao nhiêu nè? Bằng 7 đúng không nè? Như vậy kết quả sẽ là 7 bằng 30 nha. Giờ như vậy là mình xong câu A, câu B. Mình sẽ qua tiếp câu C nha. Câu C. 3 phần 4 nhân cho 5 phần 6. Giờ như vậy là mình sẽ... Đây là nhân hai con số đúng không? Mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu đúng không nè. Như vậy là 3 nhân 5 thì bằng 10, 15. 4 nhân 6 thì bằng... Ở đây mình rút gọn luôn nha. Mình thấy là 6 với là 3 với 6 mình rút gọn được không nè. Chia tử của mẫu cho 3. Như vậy đây là 1, đây là 2. 1 nhân 5 bằng 5. 4 nhân 2 là 8. Như vậy kết quả là 5 phần 8 nha. Rút gọn luôn. Tiếp theo là câu D. Giờ như vậy là 8 phần 5 chia cho 8 phần 7, 7 nhé. 8 phần 5 chia cho 8 phần 7. Giờ đây là phép chia hai phân số. Phép chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân và đảo ngược phân số phía sau dấu chia nha. Như vậy 8 phần 5 chia sẽ đảo thành phép, biến đổi thành phép nhân. Và 8 phần 5 đảo ngược thành 8 phần 7 đảo ngược thành 7 phần 8 đúng không nè. 8 chia 8 hết đúng không nè. Như vậy còn lại là 7, 7 phần 5. Giờ câu số 7 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cũng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 8 luôn nha. Câu số 8. Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 60 m, chiều cao thì bằng 4 phần 5 độ dài đáy. Câu A người ta kêu mình tính diện tích thửa ruộng. Và câu B người ta nói là trên thửa ruộng người ta trồng ngô và khoai. Diện tích ngô thì bằng 1 phần 2 diện tích khoai. Tính diện tích thửa ruộng dùng để trồng khoai. Như vậy người, bài này người ta cho là thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 60. Có chiều cao bằng 4 phần 5 độ dài đáy. Như vậy trước hết mình sẽ tính chiều cao đúng không nào. Như vậy mình chiều cao thì sẽ bằng lấy 60 nhân cho 4 phần 5. Có độ dài đáy, có chiều cao mình sẽ tính được diện tích thửa ruộng. Có diện tích thửa ruộng thì người ta nói là diện tích trồng ngô khoai. Diện tích trồng ngô bằng 1 phần 2 diện tích trồng khoai. Như đây là tỷ tỷ số giữa diện tích trồng ngô và diện tích trồng khoai đúng không nào. Tổng thì sẽ là tính là tổng của diện tích trồng ngô và diện tích trồng khoai chính là diện tích thửa ruộng đúng không? Như vậy đây là một bài toán tổng tỷ. Trước hết mình sẽ tìm tổng số bằng mình nha. Giờ sau đó mình tìm diện tích trồng ngô, diện tích trồng khoai đúng không? Giờ câu số 8 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 8. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha.
Giờ câu số 8 các em làm xong chưa nè? Giờ câu số 8 em nào làm xong thì đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không. Như vậy đây là bài toán tổng tỷ nha. Giờ thầy Sabala bắt đầu làm câu câu số 8 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ tìm cái gì? Người ta nói là chiều cao bằng 4 phần 5 độ dài đáy. Độ dài đáy là 60 thì trước hết mình tính chiều cao của hổ ruột đúng không nè? Chiều cao của hổ ruột là vậy mình sẽ lấy 60 nhân 4 phần 5 nha. 60 nhân 4 phần 5. Giờ như vậy sẽ bằng bao nhiêu nè? 60 nhân 4 phần 5. Các em có thể là thực hiện phép chia trước cũng được không nè. Như giờ 60 chia 5 thì bằng 12. 12 nhân cho 4 thì bằng 48 đúng không nè. Như vậy kết quả sẽ là 48. 48 mét nha. Đơn vị độ dài đáy là mét nên chiều cao cũng là mét luôn, đúng không? Giờ có độ dài đáy có chiều cao mình sẽ tính diện tích của ruộng nha. Rồi tiếp theo là diện tích của ruộng này. Như giờ diện tích của ruộng thì mình sẽ lấy độ dài đáy nhân chiều cao. Như vậy là 60 nhân cho 48 đúng không? Mình sẽ tính lấy dưới mép cho mình tính thử 60 nhân 48 bằng bao nhiêu? 60 nhân 48 thì bằng là 2880. Đơn vị sẽ là mét vuông đúng không? Diện tích sẽ là mét vuông nha. Giờ tiếp theo câu B. Người ta nói là trên thửa ruộng người ta trồng ngô và khoai, diện tích trồng ngô bằng 1 phần 2 diện tích trồng khoai. Như vậy là đây là bài toán tổng tỷ đúng không? Tổng sẽ là 2880 tỷ số 1 phần 2. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ sơ đồ chứ nha. Ta có sơ đồ. Giờ ở đây ta sẽ có sơ đồ nha. Diện tích trồng khoai nè sẽ chiếm một phần đúng nè. Người ta nói là diện tích trồng ngô bằng 1/2 diện tích trồng khoai, có nghĩa là diện tích trồng ngô sẽ chiếm một phần và diện tích trồng khoai sẽ chiếm hai phần nha. Tổng của diện tích trồng ngô và diện tích trồng khoai chính là 2880 mét vuông. Sau đó mình sẽ tính tổng số phần bằng nhau đúng nè. Như vậy mình sẽ lấy 1 phần cộng 2 phần sẽ bằng bằng 3, 3 phần. Rồi, sau đó mình sẽ tính diện tích trồng trồng ngô nha. Diện tích trồng ngô là ở đây người ta kêu mình tính diện tích trồng trồng khoai. Mình tính luôn diện tích trồng khoai mà không cần tính diện tích trồng ngô cũng được nha. Diện tích trồng khoai là như vậy mình sẽ lấy tổng số phần bằng nhau là 2880. Mình chia cho 3 phần bằng nhau và nhân cho 2 phần của trồng khoai đúng không? Giờ ra kết quả ha. Giờ như vậy 2880 chia cho 3 thì bằng là 960. Nhân 2 thì bằng là 1920. Mét vuông đúng nè. Giờ đáp số. Chính là 1920 mét vuông. Này, người ta có hai câu, câu A và câu B như vậy đây là đáp án đáp số của câu B. Còn cái đáp số của câu A sẽ là 2880 mét vuông đúng không nào?
Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 8 nha. Do câu số 8 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 9 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 9, tính bằng cách thuận tiện nhất. 4 phần 5 nhân 3 phần 7, cộng 4 phần 5 nhân 6 phần 7, trừ 4 phần 5 nhân cho 4 phần 14. Như mình thấy là có gì giống nhau không nè? Thấy 4 phần 5 nhân giống nhau đúng không? Như vậy mình sẽ giúp 4 phần 5 nhân ra làm nhân tử chung nha. Rồi, như vậy là 4 phần 5 nhân ra làm nhân tử chung. Như vậy sau đó mở ngoặc nha. Như vậy là mình sẽ có gì? Giúp 4 phần 5 giống nhân nha. Thì đây sẽ còn là 3 phần 7 giống nè. Giờ sau đó là dấu cộng 4 phần 5 đây còn 3 phần 7, như bên đây sẽ còn 6 phần 7 đúng không? 6 phần 7. Giờ đây sẽ là dấu trừ, đây dấu trừ đem xuống 4 phần 14 đúng không? 4 phần 14. Yeah. Tiếp theo à, 4 phần 5 viết lại nha. Trong ngoặc thì mình sẽ tính trong ngoặc chứ đúng nè. Trong ngoặc thì mình thấy là mẫu số chung ở đây là 2 phần 14 này, mình sẽ rút gọn luôn nha. Vì 2 phần 14 thì mình sẽ rút gọn là 2 phần 7 đúng nè. Rồi như vậy là mình sẽ viết lại nha. Như vậy là đây là 3 phần 7. 3 phần 7 viết lại. Cộng cho 6 phần 7. Chờ, 4 phần 14 thì mình sẽ giúp gọn chia tử qua mẫu cho 2. Như vậy 4 chia 2 bằng 2. Như vậy là 2 phần 7 đúng không? Giờ tiếp theo. Giờ như vậy là mình thấy là đây là cộng trừ các phân số cùng mẫu số giữ nguyên mẫu số đúng không? Mình sẽ lấy tử cộng tử. Như vậy là 6 cộng 3, 3 cộng 6 là 9. 9 trừ 2 thì bằng 7 đúng không? Như vậy kết quả đây sẽ là 7 phần 7. 7 phần 7 chính là 1 đúng không? Như vậy ở đây có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ bằng 4 phần 5 đúng không? Giờ như vậy là câu số 9 thầy vừa làm xong. Giờ câu số 9 thì có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 toán lớp 4 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.